đầu tháng đổi vận, năm con giáp may mắn nhất nhì thiên hạ, phú quý chạm tay trong ngày đầu tiên của tháng 3 âm lịch năm 2024. Bước sang ngày mùng 1 tháng 3 âm lịch ngày Quý Mão, thần may mắn sẽ chính thức gọi tên những con giáp này. Các bạn hãy chỉ tận hưởng cái tài lộc và may sẵn cái túi ba gang mang đi mà đựng tiền bạc trong ngày hôm nay. À, trong ngày mùng 1 tháng 3 âm lịch, à, khi mua hàng thì các bạn sẽ nhận được cái ưu đãi đặc biệt mua 2 tặng 1 được giảm giá một số người còn may mắn hơn sẽ có cơ hội là trúng số đổi đời hay là nhặt được tiền bạc hoặc là được người thân bạn bè trao tặng cho những món quà có giá trị bên cạnh đó trong thời gian này những người đi làm hưởng lương thì sẽ có cơ hội để phát triển cái sự nghiệp của mình nếu biết nắm bắt lấy cơ hội thì các bạn chắc chắn sẽ gì được thăng chức tăng lương những người đi làm ăn kinh doanh buôn bán thì cũng sẽ có một ngày buôn may bán đắt thuận lợi hàng hóa thì được bán hết một cách nhanh chóng nên là tâm trạng của các bạn sẽ vô cùng là hứng khởi phấn chấn một lần nữa xin được chúc mừng tất cả những con giáp may mắn trong ngày hôm nay, ngày mùng 1 tháng 3 âm lịch. À thưa quý vị, vậy thì đó là những con giáp nào và cái vận may gì sẽ khiến cho những con giáp này trở nên giàu có và thành công? Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi trong chương trình ngày hôm nay. À, quý vị thân mến, chúng ta biết cái ngày mùng 1 tháng 3 âm lịch nó là ngày nó là ngày Quý Mão. Cục diện đầu tiên chúng ta có Mão tuất là nhị hợp. Vậy nên những người tuổi Tuất sẽ là con giáp may mắn đầu tiên trong ngày hôm nay. Nói chung bước sang cái tháng 3 âm lịch thì cái ngày mùng 1 tháng 3 âm lịch những người tuổi Tuất được cục diện lục hợp quý nhân nó che chở nó phù trợ vận trình công việc sự nghiệp thì có nhiều cái biến đổi nhưng mà đa phần là theo cái chiều hướng tích cực à, khối lượng công việc nhiều áp lực khó tránh khỏi những lúc mà tinh thần bị tụt dốc nhưng may mắn là có quý nhân xuất hiện tương trợ giúp cho bản mệnh nhanh chóng ổn định lại cái tâm tư tình cảm tìm ra cái hướng đi riêng gặt hái được cái thắng lợi nhất định trong cái sự nghiệp của mình à, bên cạnh đó bản mệnh lại có gì có chính ấn nó phù trợ Vậy nên con đường quan lộc nó cũng sẽ được thuận lợi hanh thông hơn bao giờ hết. À, vậy nên những người tuổi những người tuổi tuất cần phải biết chủ động nắm bắt lấy cái vận mệnh trong tay à, có nhiều cái cơ hội được thăng quan tiến chức trong cái thời gian này à, nhân đà này thì quý vị hãy dành nhiều thêm thời gian và công sức để tạo ra những cái mối quan hệ hảo hữu tạo ra cái đoàn bẩy giúp cho sự nghiệp của các bạn được thuận lợi hanh thông hơn gặt hái được nhiều cái thành công lớn hơn nữa củng cố cái tình hình tài chính hiện tại bên cạnh đó À, trong cái ngày hôm nay ấy, thì bản mệnh có thể tiến hành góp vốn hợp tác đầu tư kinh doanh cũng được tỷ lệ thành công sẽ cực kỳ cao à, tuy nhiên quý vị cũng cần phải lưu ý đến một vài cái hung tinh nó sẽ gây trở ngại cho cái công việc à, nó có thể là những cái biến động thị trường cái sự thay đổi chủ quan à, trong các mối quan hệ à, dù thế nào đi chăng nữa thì hành sự cũng cần phải cẩn trọng sẽ giúp các bạn tránh xa được những cái sai lầm những cái thất bại không đáng có vì vậy để bảo vệ cái tài sản của mình cũng như để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc thì những người tuổi tuất hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân dần ngọ tuất để được trợ mệnh hộ thân vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi tuất đó là con giáp may mắn đầu tiên tiếp theo con giáp may mắn thứ hai không ai khác đó chính là những người tuổi hợi trong cái ngày quý mão thì chúng ta được cục diện là hợi mão mùi là tam hợp cái cục diện tam hợp hợi mão mùi ấy, thì nó cũng sẽ giúp cho cái vận trình sự nghiệp của những người tuổi hợi được khởi sắc công việc to lớn thì đều được trôi chảy sự nghiệp thì như được chắp thêm đôi cánh à, phát triển rực rỡ vô cùng kể cả dân văn phòng thì cũng như là giới thương gia thì đều có những cái nguồn thu dồi dào và cực kỳ là sinh động à, những người làm công ăn lương được dịp khẳng định cái tài năng tạo ra cái bước đột phá khi mà chủ động nắm bắt được cái thời cơ tốt với những chủ doanh nghiệp mấu chốt hiện tại là cần phải mở rộng và phát triển cái mạng lưới quan hệ xã giao tận dụng cái sự trợ giúp của bạn bè về cả tinh thần và cả về gì về tài chính để khắc phục những khó khăn những cái thách thức trước mắt thì đây cũng là cái thời điểm lý tưởng để bản mệnh lập nghiệp tìm kiếm cái công việc mới điều quan trọng là các bạn phải hạ quyết tâm xác định được cái hướng đi rõ ràng đối diện với thách thức với khó khăn à, nếu mà biết tĩnh tâm kiên nhẫn nhìn lại cái vấn đề, ắt sẽ tìm ra cái hướng đi phù hợp. À, bên cạnh đó, tình hình kinh doanh buôn bán thì cũng được khởi sắc trông thấy. Đầu tháng thì mọi thứ vẫn còn khá là yên ả à, và gì, quý vị cũng sẽ có nhiều cái thu hoạch khá là khả quan. Tình hình kinh doanh thì ngày càng trở nên sôi động, gặp được nhiều khách hàng lớn và ký kết được nhiều cái hợp đồng có giá trị. Vì thế, để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình, thì những người tuổi Hợi cũng hãy luôn nhớ nhé, mang theo bên mình một cái vòng tâm hợp quý nhân, Hợi mão mùi để trợ vận hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi hợi. Đó là con giáp may mắn thứ hai. Tiếp theo con giáp may mắn thứ ba trong ngày hôm nay thì không ai khác đó chính là những gia chủ tuổi mùi. À, những người tuổi mùi thì bước sang cái ngày mùng 1 tháng 3 âm lịch. Bước sang tháng 3 âm lịch ấy. Nói chung ấy, được có cục diện tam hợp, nó tương trợ, nó giúp đỡ vậy nên cái vận trình của những người tuổi mùi thì là đại cát đại lợi làm gì cũng được thành công xuân sẻ và thuận lợi à, quý nhân xuất hiện nó cũng mang đến cho những người tuổi mùi cái sự trợ giúp kịp thời à, những cái cuộc bắt tay hợp tác cũng đem về cái kết quả cực kỳ là tốt đẹp và khả quan à, công việc thì có nhiều cái chuyển biến tích cực dù vẫn có không ít những cái thách thức nhưng mà bản mệnh vẫn có thể vượt qua nhờ cái khả năng ứng biến linh hoạt à, các hạng mục thì đều diễn ra đúng như là với cái kế hoạch đã định sẵn À, thậm chí là một số việc còn tồn động trong cái thời gian trước đó cũng được giải quyết một cách nhanh gọn. À, theo đà công việc nó tăng tiến nên là tài lộc cũng được khởi sắc. Những người làm công ăn lương vẫn có cái thu nhập cố định nên là không cần phải lo thiếu thốn. Những người buôn bán kinh doanh có lộc nên là thu nhập thì cũng được tăng tiến đáng kể. Thì ngoài ra con giáp này cũng sẽ nhận được những khoản tiền bất ngờ có thể là do ai đó trả nợ hoặc là gì được hưởng hoa hồng những lợi tức. Thì đây cũng là cái thời điểm mà đào hoa nó nở rộ với những người tuổi mùi à, Cái điều này nó có lợi nhất đối với những người độc thân Bản mệnh sẽ mở rộng được cái mối quan hệ mai mối, hợp tác Hoặc là giới thiệu được những đối tượng phù hợp à, Xong thời gian này, những người có đồ có cặp thì lại dễ gặp những rắc rối ở khi mà tiếp xúc với những người khác giới thậm chí là khiến cho tình cảm gia đình bị dạn nứt vậy nên để bảo vệ cái hạnh phúc gia đình của mình và gia tăng thêm cái may mắn tài lộc thì những người tuổi mùi cũng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tăng hợp quý nhân hợi, mão, mùi để trợ vận hộ thân. Vòng nữa được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tăng hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi mùi đó là con giáp may mắn thứ ba. Tiếp theo con giáp may mắn thứ tư trong ngày hôm nay người quý mão thì không ai khác đó chính là những người tuổi dần. Những người tuổi dần được cục diện là dần mão thìn là tam hội Nhờ cục diện tam hội nó trợ giúp, nó giúp sức Mà những người từ dần biết đâu là cái cơ hội mà mình cần phải nắm bắt ngay lập tức Vì thế các bạn không còn chần chừ do dự khi mà thời cơ nó xuất hiện trước mắt à, Trong ngày hôm nay thì các bạn có thể đạt được cái sự phát triển nhanh chóng Quý nhân thì xuất hiện, truyền dạy cho bạn những cái kiến thức, những cái kinh nghiệm quý giá Nó có thể áp dụng vào trong tương lai Quý vị hãy lắng nghe đối phương à, Các bạn sẽ có cái nhìn mới mẻ hơn về nhiều vấn đề mà mình còn đang vướng mắc từ đó sẽ tìm ra được cái hướng đi phù hợp bên cạnh đó cái phương diện tình cảm của những người tuổi dần trong ngày hôm nay cũng cực kỳ là may mắn đi đến đâu thì cũng gặp gì à, được cái cắt tinh đến đó à, các bạn biết bao dung với lỗi lầm của những người khác à, nhờ đó mà gia đạo thì được bình an may mắn và làm ăn thì cũng gặp nhiều cái thuận lợi bên cạnh đó cái vận trình tài lộc của những người tuổi dần trong ngày hôm nay ấy, thì cũng có hai hành mộc nó tương hòa nên là quý vị cũng sẽ giữ được cái ví tiền của mình à, con sắp này là người linh hoạt biết tiết kiệm à, luôn tìm ra cái hướng làm ăn không bao giờ chịu thua người khác. À, nhưng có lẽ cần phải thêm một chút thời cơ nữa thì mới có thể phát huy được cái tác dụng. Vậy nên trong thời gian này để gia tăng thêm cái may mắn tiền bạc tài lộc cho mình ấy, thì những người tuổi dần cũng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân dần ngọ tuất để trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi dần đó là con giáp may mắn thứ tư tiếp theo con giáp may mắn thứ năm trong ngày mùng 1 tháng 3 ngày quý mão thì không ai khác đó chính là những người tuổi thìn những người tuổi thìn trong nay cũng được cục diện tam hội là dần mão thìn nó tương trợ à, tuổi thìn hôm nay thì cũng may mắn đấy lại thêm được chính quan hỗ trợ nữa vậy nên những người tuổi thìn ấy, và những người thân ấy, thì sẽ đón nhiều cái tin vui liên quan đến công việc thi cử tăng lương thăng chức hay là gì được hưởng thêm những khoản đãi ngộ hôm nay thì quý vị nên tranh thủ thời gian để nạp lại cái năng lượng và tiếp tục phấn đấu trong cái tương lai. À, thêm nữa trong ngày hôm nay thì vận trình tình cảm nhờ được cuộc diện tam hội nó che chở nó giúp sức, vậy nên là các bạn sẽ gì cần phải dành nhiều thời gian cho nhau nhiều hơn, đừng có để hôn nhân nó trở nên nhàm chán à, hoặc là gì hoặc là bị chai sạn vì không có thời gian riêng tư Đấy, để hâm nóng cái ngọn lửa tình yêu. À, thêm nữa à, con đường tài lộc của những người tuổi thìn trong thời gian này thì nói chung ấy cũng được gì gặp nhiều cái may mắn để đi làm thì có tiền làm ăn thì lại gặp nhiều cái thuận lợi hanh thông đi ra ngoài thì quý vị cũng sẽ được quý nhân tương trợ giúp đỡ vậy nên là cũng không phải lo lắng quá nhiều về cái chuyện tiền bạc nói chung ấy à, quý vị cứ làm là có tiền thêm nữa à, cái tình hình sức khỏe của những người tuổi thìn cũng được ổn định trong thời gian này không gặp phải vấn đề gì quá là lo lắng à, nói chung ấy quý vị cũng cần phải gì đừng vì thế mà chủ quan vì vậy quý vị nên duy trì cho mình một cái lối sinh hoạt điều độ, ăn uống nghỉ ngơi một cách đều đặn để chăm sóc cái sức khỏe cho mình, giúp cho cơ thể được khỏe mạnh và gì trở nên gì dẻo dai hơn. Vậy nên để gia tăng thêm cái may mắn cho mình ấy, thì những người tuổi thìn cũng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân thân tý thìn để trợ mệnh hộ thân. Vòng nữa được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi thìn đó là con giáp may mắn thứ năm tiếp theo con giáp may mắn thứ sáu trong ngày hôm nay không ai khác đó chính là những con giáp tuổi tỵ à, thưa quý vị nói chung các chuyên gia tử vi học dự báo con đường sự nghiệp của những người tuổi tỵ thì không có gì chê trách khi mà được gì tài tinh nếu chiếu mệnh à, các bạn cứ chuyên tâm vào công việc chính của mình thì trời xanh sẽ cũng cũng sẽ không phụ lòng các bạn những cái nỗ lực những cái cố gắng những cái cống hiến của những người tuổi tỵ thì cũng sẽ sớm được cấp trên nhìn thấy và cho vào cái danh sách những nhân viên cốt cán của cơ quan. À, bên cạnh đó, cái chuyện tình cảm của những người tuổi tỵ thì cũng khá là thuận lợi, hanh thông nhờ cục diện ngũ hành nó tương sinh, đó, mão mộc sinh cho tỵ hỏa. Vậy nên gia đình quý vị sẽ đón nhiều cái tin vui uh, trong cái gia đình như là có thêm con thêm cháu hoặc là thêm người thêm của. À, con cháu cũng có gì có lỡ phạm sai lầm thì trong thời gian này cũng dễ được gì tha thứ và sẽ sớm được hòa nhập cùng với gia đình. À, thời gian này thì cái tài vận của những người tuổi tỵ khá là tươi sáng, thu nhập thì gia tăng từ công việc chính. Đây cũng là cái nguồn thu ổn định có thể giúp cho những người tuổi tỵ chi trả các khoản phí sinh hoạt, thậm chí là còn dư dôi đủ sức để đầu tư kinh doanh và tạo ra những lợi nhuận khủng trong thời gian này. À, nói chung ấy sức khỏe cũng không phải là cái vấn đề đáng lo của những người tuổi tỵ trong thời gian này khi mà sức khỏe cũng khá là ổn định. À, gia chủ chỉ cần duy trì cái thói quen sinh hoạt đều đặn nghỉ ngơi điều độ tránh làm việc quá sức thì không phải lo nghĩ gì về cái chuyện là gì sức khỏe nữa vì vậy để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình ấy, những người tuổi mùi cũng hãy luôn à, vì vậy để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình thì những người tuổi tỵ cũng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân tỵ dậu sửu để được trợ mệnh hộ thân vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi cho những người tuổi tỵ đó là con giáp may mắn thứ sáu à, thưa quý vị như vậy là tử thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những con giáp may mắn nhất trong ngày hôm nay ngày mùng 1 tháng 3 âm lịch ngày quý mão ở à, trong ngày mùng 1 tháng 3 âm lịch chúng ta sẽ có 6 con giáp được thần tài chiếu mệnh đó là những tuổi sau một là những người tuổi tuất hai tuổi hợi ba tuổi mùi bốn tuổi dần năm tuổi thìn và 6 là những người tuổi tỵ. Đó là 6 con giáp được thần may mắn chiếu bệnh trong cái ngày mùng 1 tháng 3 âm lịch. À, rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. À, xin cảm ơn.